toàn bộ mồ mã này nọ bàn giao hết qua cho con. toàn bộ coi như từ khu vực này trở về phía sau Ừ hết cái khu đất của chú rồi, là người chết là đỡ mình lo. vô mình dỗ bé Khang, kêu bé Khang là sáng mai đi Sài Gòn nha, đi chữa bệnh nha. Rồi cái bé Khang gật đầu, như là mười mấy ngày là không ăn không uống rồi. Thì bây giờ bé Khang gật đầu thì sáng ngày hôm sau bé Khang lại kêu 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 ba hay mẹ mua 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 cháo, muốn bé Khang khỏe, chia nửa tài sản, đồng ý không? Dạ. Từ bệnh viện Sóc Trăng đến này, từ bệnh viện Sóc Trăng hả? Thì coi như là xác định là đêm đó là coi như là đi á. Dạ. Mà em chỉ cần em dỗ dai nhẹ, em kêu sáng mai đi Sài Gòn nha, là sáng ngày hôm nay sau là ăn cháo. Mà trong khi đó em đó là bỏ bỏ ăn bao nhiêu ngày chú? Bỏ ăn bao nhiêu ngày? Mấy ngày. Cái trường hợp bé Khang này anh có thể nói sơ cho khán giả em hiểu ngắn ngắn gọn, thầy còn mình cũng gần tới cái đoạn đường ở trong rồi. Thì bây giờ cái vấn đề là coi như là bé Khang này là nằm trong bệnh viện, dạ. Coi như là bác sĩ trả về hả Dược? Bác sĩ trả về rồi rồi coi như gia đình coi như là ba mẹ đều khóc hết, thì mình mới vô mình nói, mình coi như bé Khang có duyên. Dạ. Mình vô mình hỏi là bây giờ tình hình như thế nào, cái kêu quay, tại mình không được vô, kêu cầm điện thoại vô quay đi. Thì quay cái mình nói cái này không ổn rồi, bây giờ để vô gặp bác sĩ. Mình vô gặp bác sĩ cái mình viện cớ mình vô gặp mình viện cớ mình vô gặp bác sĩ để mà mình coi bé Khang như thế nào. Thì mình nói không ổn, bắt đầu mình vô mình dỗ bé Khang, kêu bé Khang là sáng mai đi Sài Gòn nha, đi chữa bệnh nha. Rồi cái bé Khang gật đầu. Thì bé Khang trong thời điểm đó là bé Khang nằm ở bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng phải không, là coi như là mười mấy ngày là không ăn không uống rồi. Thì bây giờ bé Khang gật đầu, thì sáng ngày hôm sau bé Khang lại kêu 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 ba hay mẹ mua 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 cháo. Kêu mẹ mua cháo. Đây là ba mẹ bé Khang luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bắt đầu mua cháo cho bé Khang ăn được nửa hộp. Rồi xong tới lúc mà gần trưa thì bé Khang lại đòi ăn tiếp. Thì xe tới thì ở đây em đưa tay ra là bé Khang vịn tay em, bước chân thẳng xuống giường luôn, lên băng ca nằm. Ồ, rất là tỉnh. Chỉ cần một cái vỗ vai thôi với lại một lời nói thôi. Dạ đúng rồi. Ừ. Đúng không bé Khang? Dạ. Rồi nay tỉnh chưa? Bé Khang là bác sĩ trả về là chỉ cần gặp anh vỗ vai với là một lời nói thì bé Khang hôm nay quay về khỏe mạnh ở quê hương Sóc Trăng của mình. Dạ đúng rồi. Hôm nay thì em ở trên cái chuyến xe của mình như thế này, thấy một cái tượng, anh nói là tượng địa tạng. Địa tạng. Là cái mở ra chuyện pháp của nhà đấy. Là mình thỉnh tượng về chỗ nhà bé Khang hay sao anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Em thỉnh vô trong ra phía sau Gò Mã nghĩa trang. Dạ. Là tại vì lúc mà em dỗ dai bé Khang xong em quay qua em mới nói với gia đình đó là bây giờ muốn bé Khang khỏe, chia nửa tài sản, đồng ý không? Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý của cha mẹ là coi như là đồng ý hết. Dạ. Coi như giá nào muốn miễn con mình được khỏe được sống. Thì mẹ bé Khang, ba mẹ bé Khang coi như là nhất quyết là đồng ý, là nếu mà bé Khang khỏe thì muốn gì cũng dèo hết, muốn nửa tài sản cho nửa tài sản luôn. Đó, rồi ok, rồi nếu mà quy nửa tài sản thì tôi lấy phía sau nghĩa địa nha. Thì bây giờ là Nhật đi ra, Nhật tiếp nhận cái nghĩa trang đó. Rồi xong xuôi hết rồi, Nhật để coi cái chỗ Nhật cất 20 m² cái nhà cho ông địa tạng ở. Rồi thỉnh tượng địa tạng vậy. Em được nghe một cái câu chuyện từ nhân chứng nói là nhà sau lưng nhà bé Khang là một cái khu vườn. Dạ. Mà ở đó có rất là nhiều ngôi mộ. Dạ đúng không anh? Và hôm nay mình làm cái câu chuyện tâm linh này thỉnh tượng địa tạng về đó. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ tượng thì mình chở về đó luôn, rồi đồng thời đưa bé Khang vô. Đó là bây giờ rất là khỏe. Dạ không? Vậy đó là một cái anh nói là chia nửa gia tài. Dạ, cái phần rồi. Đất ngoài sau để anh đem tượng về đó. Dạ, chứ thật rồi. Ra thì ba của bé Khang thì thấy con như vậy thì cũng rất là xót. Và đặc biệt là không cần tiền của thôi, chỉ cần con mình khỏe lại là được rồi, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ, hôm nay thì em thấy giờ này đi mình đi cũng rất là khuya. Mà tại sao đi đến khuya như thế? Tại cái giờ công này việc là anh, giờ dạ. của em mà.
Em đặc biệt ai đi đám ma, em nói thẳng ai đi đám ma giờ nào em không biết. Dạ. Ai đi đám tang giờ nào em không biết, nhưng mà riêng em đi đám tang từ 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng. Ồ. Giờ đó em đi, giờ đó giờ của em đi. Nó đúng luôn, ban đêm em mạnh lắm. Ban ngày anh cũng làm việc luôn. Em cũng vẫn bình thường. Đối với em là một người mà bình thường á thì ban đêm thức là ban ngày phải vật vã lắm, phải. Dạ không, sáng rất mệt đi, mỏi. Sáng vẫn đi làm, em vẫn khỏe bình thường. Ồ, mà em vẫn chạy xe bình thường. Ồ, dạ. Nên thì đôi khi mà mình không hiểu cái ở đâu mà một cái lượng sức mà vô tới vậy. Khó lắm, em không nói giải thích được. Cái nguồn năng lượng này từ khi em làm, em bữa em trực ở bệnh viện 24 tiếng đồng hồ, xong xuôi em đi về. Em đi về mà về rồi em hẹn bé Nho, em phải chữa bệnh cho bé Nho, rồi em hẹn con anh Hào ở trên Bình Dương xuống em chữa bệnh, là quần quần hồi tới chiều. Tới chiều xong cái là nếu mà có đám là em lại đi đám tiếp, rồi đi đám 1-2 giờ sáng cái em lại về, em về em ngủ chút xíu cái sáng lại đi làm tiếp. Nó cứ vậy mà bao nhiêu năm nay nó vậy đó. Dạ. Rồi cảm ơn anh Nhật đã chia sẻ với em trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà em đi theo xe anh để mà phỏng vấn anh. Thì chắc dạ, có lẽ là tới nơi rồi cũng anh em mình cũng phải xuống xe thôi. Dạ dạ. Dạ. Thì thôi cô bác quý anh chị, mình cũng đến nơi của bé Khang, mà nhà của bé Khang, mà anh Nhật là người mà chữa trị cho bé Khang. Và hôm nay thì đến đây cùng với lại anh có thỉnh về tượng địa tạng để đặt sau lưng nhà bé Khang. À, đây là một cái chuyến xe mà hàng ngày anh thường chở những cái bệnh nhân nè. Rất Khang, khỏe. Khang khỏe chưa? Dạ khỏe thôi. Ồ. Nói chuyện rất là tỉnh luôn. Dạ. Em cảm ơn anh Nhật rất là nhiều nha. Dạ, là em chở ở Nhi Đồng 2 vậy. Nhi Đồng 2 vậy. Dạ, dạ. Thôi thì cảm ơn anh. Bây giờ mình phải vô nhà Khang hay dạ, sao? Đúng dạ, dạ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. Thôi bây giờ thì chắc là mình cùng với anh Nhật sẽ vô nhà bé Khang, nơi anh sẽ đặt tượng địa tạng ở đây. Công việc vào buổi tối thì anh em cũng khá là... mình vô đây thì mình làm đến mình chỉ đặt tượng thôi hay sao anh? Đâu có anh... em tại vì bây giờ là trước mắt á là mình vô mình tiếp nhận một nửa tài sản. Dạ. Mình có làm lễ, mình có cúng không? Cứ dạ, ra bà của bé Khang cứ nói bây giờ nửa tài sản đã bàn giao cho đây thì ở đây tiếp nhận. À, anh là bàn giao tài sản dưới phần phần âm thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình thì được biết qua anh Nhật rất là nhiều bài báo mà nói về anh Nhật và mình cũng rất là ngưỡng mộ luôn. Mình hỏi anh Nhật để cho cô bác quý anh chị hiểu rõ hơn. Và đây là nhà của bé Khang. Đây là cái nhà, cái này là người ta cất cho bé Khang. Dạ. Nghe kiểu như dạng có đất à, chứ không có nhà rồi cất lên cho. Dạ. Ở phía trước. Còn đây là tượng địa tạng và sẽ để ra phía sau. Mạnh Thường Quân cúng dường cho đó. Cái này là kích thước và trọng lượng bao nhiêu vậy? Cái này trọng lượng, cái này cao gần 1,5 m. Thì mình sẽ đi ra phía sau. Và mình ba bé Khang sẽ là người bàn giao cái nghĩa trang cho mình. Ở đây là quê hương huyện Kế Sách của tỉnh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng. Anh từ Sài Gòn chuyển về đây là khoảng bao nhiêu tiếng anh Nhật ha? Đây quan trọng là do tài xế chạy thôi. Ừ. Nếu tài xế chạy nhanh đó, thì khoảng 3 tiếng mấy, 4 tiếng. 3 tiếng mấy. Ừ. Rồi bây giờ thì mình sẽ khiêng vào ha, nhân phụ ơi. Đây, ra phía sau. Quẩn đi với em. Không đi đâu. Cho con đi thuốc coi. Thèm muốn chết luôn á. Anh thuốc con đâu có tiêu rồi. Thì ba em khiêng lên thôi ba. Lấy cái mấy giờ? Mấy giờ nhân? Mấy giờ? Cái này nào. Cái này nhà đâu rồi? Có rồi hả? Anh là có mấy người con anh Khang, có mấy anh em anh? Có mình Khang à. Có mình Khang hả? Khang năm nay là bao nhiêu rồi anh Nhật ha? 15, 16 tuổi gì á. Ừ. Đừng lọt xuống hầm cá trang à. Vui lắm á. Ủa chú đâu rồi? Anh Nhật làm cả ngày lẫn đêm mà khỏe ghê. Dạ, em nhiều khi em còn không hiểu cái sức khỏe của em ở đâu ra nữa mà. Nó là một cái nguồn năng lượng mà. Anh Nhật đã từng ra khu vườn này rồi đúng không anh Nhật? Dạ đúng rồi.
bỏ qua cho tụi mình. Cũng không có ý mạo phạm nhé, mình chỉ đến đây để mình chia sẻ cái câu chuyện này cho những ai mà mắc những cái căn bệnh giống như bé Khang á, thì có thể biết được cái cách mà. Ủa còn mấy cái nữa rồi. Đâu rồi chú? Hả? Đâu rồi, còn đâu nữa? Còn ngoài sau nữa, ngoài sau Mã Lạng không ạ? Ừ thì đó, đi dẫn cho mấy em đó đi luôn. Đây rồi bên đó, thấy không, bên đó đó. Rồi phía sau này thì cũng cách cái mương rồi, qua không được đâu. Còn ngoài phía sau này thì Mã Lạng không ạ? À? Muốn ra Mã Lạng luôn không? Dạ thôi, thôi được không? Thôi được rồi. Sau này thì mình đi ra, mình chỉ coi cây kiển thôi, còn đất nó bằng vậy hết rồi. Còn bước lên mộ người ta không biết à? Ừ. Thôi thôi được. Thôi được rồi. Còn cầm cái kiển để làm dấu thôi, chứ còn mã không còn nữa, nó lạng ở dưới thôi. Đây phần là... đất ở đây là những ngôi mộ này thôi hay là ở vòng vòng đây có không chú? Ồ, chú? Có hả? Có hả? Ôi ôi. Trời. Đứng bình thường mà. Ôi. Cả chục cái. Ừ. 7-8 cái, chục cái. Cái mương thì đi vòng ra phía sau này thì 5-6 cái. Còn mấy người bây giờ đó bằng hết là chỉ cầm cây kiển để làm dấu thôi. Là người thân không thôi hay sao? Người thân không thân. Nhớ như là đi đường kia ra ra nữa mà. Ừ, có biết là của ai. Vậy hả? Những cái ngôi mộ này thì chú có quét vôi lại rồi đúng không? Cái phần này thì chú biết. Dạ. Cái này là của ông nội, cha mẹ rồi chị. Còn phần phía sau là chú không hiểu của ai luôn. Phần Mã Lạng hoàn toàn không biết. Không biết của ai hết. Là chỉ cắm cây để mà mình làm dấu ra là đúng nơi rồi. Đó có mộ thôi. Đúng rồi. Cắm cây để Tết mình dọn cỏ cho trống như sao. Ví dụ như mấy cái cây này là không biết. Là có mộ không chú? Không, cây này thì để trồng để lấy hoa cho nó đẹp đi hết. Ở đây em thấy, tụi em thấy phần nấm mộ là có 4 cái. Thì anh chia sẻ là ở dưới này là có rất là nhiều hả? Dạ. Anh có biết được là bao nhiêu cái không? Bao nhiêu ngôi mộ không? 3 cái. Còn bên phía sau, bên phía bên bển thì 7-8 cái. Còn ngoài vườn thì 5 cái nữa. Mọi người quay cái rừng này, cho thấy cái rừng rú cái tẹo đi. Đây là một cái khu vườn mà anh nói là khu vườn nhà anh mà. Rồi chú bàn giao cho con hay chú? Ừ, thì giờ coi như là vừa lúc bàn giao toàn bộ lại hết cho con đó. Chú đứng ra đây đi với anh nè chú. Để chú bàn giao hết toàn bộ này luôn đúng không? Ừ, coi như toàn bộ. Đứng bên đây quay bên kia. Đứng anh qua bên đó. Vậy là chú bàn giao hết toàn bộ mồ mả này nọ, bàn giao hết cho con. Toàn bộ coi như từ khu vực này trở về phía sau. Ừ. Hết cái khu đất của chú. Rồi. Là của vườn là coi như mồ mả là toàn bộ vườn út bàn giao lên cho con hết. Rồi, con sẽ tiếp nhận cái vấn đề đó. Ừ. Rồi con sẽ coi cái vấn đề đặt tượng địa tạng ngay chỗ nào và con sẽ xây. Lúc đó chắc cây chuối này con bứng mớ. Coi như thế nào? Thì chỗ nào ấy thì mình dọn trống qua đây làm. Cái dừa để thôi, dừng cưa luôn. Cưa cái dừa luôn. Cái dừa để cho... Không, cái dừa để thì khi nó gớt để nó gớt thì ta hơi được trái rồi nó... Không, để cho người nữ người ta ngồi, người ta chải tóc chơi đỡ buồn ông. Kế bên kia còn cây đi, kia mấy đây cây nè. Trời đừng, thấp quá, tóc dài sao trái. Thâm lửa chút. Đi trời ơi. Không đi thôi, đi cho biết. Để mình còn tiếp nhận. Thì rất nhiều câu chuyện mà các những người dân ở vòng vòng đây truyền tay nhau lại, đó là bất kỳ ai mạo phạm đến khu vườn ở đây thì đều gặp những cái quả báo ngay lập tức. Đừng bước xuống hầm. Tụi mình thì rất là ngần ngại mà khi nghe anh chủ nói vậy, nhưng mà anh Nhật thì anh ảnh dẫn đường đi ra. Phong thấy sao? Phong với Nhân thấy sao? Thôi mở lại. Rồi. Thôi em ở lại đi. Đấy trời ơi, đi đâu gì đâu. Thứ đây đây. Đây có cái mã nè. Bây giờ ở bên dưới cái phần cái cây mà mình đánh dấu đấy. Đúng rồi. Có mộ phải là có mộ, có mộ. Có mộ mà không biết của ai. Lâu đời quá. Có nó không có đi vòng ngoài đó, không có cầu. Mưa thì đi vô. Nằm bên đó đó. Ủa nằm ngay giữa vậy hả? Ừ. Chơi bơi vậy hả? Bên đó là 7-8 cái lần qua cũng lâu đó trống mà. Thế hả? Còn cặp bên đây, dài bên đây, 4-5 cái bên đây nữa nè. Có vô được không? Được. Cái gì vậy không? Ui. Cách đây bé Khang vẫn còn ly bì thì cách đây khoảng mấy ngày anh Nhật? Sao? Cách lúc bé Khang mà giống như trong giai đoạn thập tử nhất sinh á, cách đây mấy ngày? Hình như hôm chủ nhật tuần rồi hết chú.
thứ hai rồi chuyển đi thành phố. Đây mã đây để làm tiếp nhận ở đây luôn đúng không? Ừ. Coi như út giao toàn bộ đó anh Bùi Hồng. Ừ. Có một anh, cái ngôi mộ cổ này Lê Nguyễn thấy không? À ba cái ngoài này đã lạng rồi. Ừ. Rồi coi như anh tiếp nhận cái mã này. Ừ. Với ba cái đó. Rồi ba cái đó. Rồi rồi cái trong đó. Ờ với trong nền đó. Rồi. Coi như út giao toàn bộ lên cho Nhật. Rồi nghĩa địa để con lo. Người chết là đỡ mình lo. Ừ, về giao cho nghĩa địa luôn. Anh đi trước. Đi sau coi chừng kéo áo nha. Thôi cho em đi trước. Kéo áo không phải kéo giò. Trước đây mà cái tình trạng mà lúc mà bé Khang chưa gặp anh Nhật á thì lúc đó bé Khang trạng thái và sức khỏe của Khang như thế nào anh Nhật? Cho đó hỏi ba bé. Dạ. Tại vì nghe nói là cũng đuối cũng yếu lắm. Tình chú ơi. Cái tình trạng mà lúc mà chưa gặp con bé Khang như thế nào chú kể cho nghe. Bé Khang lúc đó nó yếu lắm, coi như là nó nằm trong phòng hồi sức cấp cứu á. Không có ăn uống gì được hết. À, hai ngày lúc mà Nhật ghé là nó đuối lắm mà chú không có vô thăm được, tại bác sĩ không có cho vô. Thiếm ở trong nuôi không à. Dạ. Thì thiếm ra báo cáo là coi như là thấy như nó đuối lắm rồi mà bác sĩ thì cũng chăm sóc vậy nhưng mà không có khỏe, không có hướng khỏe. Càng ngày càng đuối thêm luôn. Mà bé Khang thì bác sĩ được chẩn đoán là bệnh gì vậy ha? Chẩn đoán là nó bị viêm phổi. Dạ. Mà lúc đầu thì nó ho cũng không có đến đổi gì. Nhưng mà khi nhập viện xong thì càng ngày càng ho thêm luôn. Dạ. Rồi ho càng lúc càng nhiều mới cho vào phòng hồi sức đó. Dạ. Lúc đó thì thấy cũng tiến triển gì đó, càng ngày nó cũng càng đuối thêm. Đến ngày hôm nay thì bé Khang trở về thì anh có khám lại về y học cho Khang không? Thì coi như là bệnh viện. Ủa anh thấy anh đi bình thường. Là lúc đó thì bác sĩ chẩn đoán như thế nào? Lúc về á? Anh đi chút anh đổ mồ hôi. Anh đi ra ngoài nghỉ trang nha, không có thấy lạnh nha, anh nóng lắm. Bác sĩ có theo cái phác đồ, theo cái sơ đồ điều trị cũng như là cái bệnh án của Khang á, thì bác sĩ có cảm thấy bác khỏe bệnh ha? Cảm ơn anh luôn, chúc mừng gia đình của mình nha. Không, sao? Con bây giờ sao rồi? Chào, khỏe rồi. Khỏe rồi, con còn ho không? Để mai xuống bớt ho ha. Như vậy là mới vừa rồi là mình ra làm một cái nghi thức bàn giao anh hả? Dạ đúng rồi. Chút xíu nữa là anh sẽ ăn vị tượng địa tạng ngoài kia luôn hay sao nhỉ? Không, ngày mai em phải coi cái chỗ nào xong xuôi hết rồi em mới bắt đầu. Khi nào mà xây xong cái nhà cho địa tạng rồi bắt đầu em ăn vị luôn. Dạ. Thì bây giờ trước mắt là em đưa địa tạng, đưa tượng địa tạng về đây trước cái đó. Dạ. Rồi em ra em tiếp nhận cái phần mộ phía đằng sau. Dạ. Là đây chủ đất thì phải bàn giao qua cho em chứ tự. Nếu mà tự nhiên em ra em nhận là em sai quy tắc. Sai quy tắc. Dạ. Thì chủ đất phải ra bàn giao cho em một nửa tài sản. Dạ. Đó là toàn bộ nghĩa trang. Rồi phần còn lại là sáng ngày mai em sẽ ra em coi cái vị trí nào. Dạ. Để mà em đặt cái tượng địa tạng và em xây lên cái nhà. Để tượng địa tạng vô. Dạ. Lúc đó bắt đầu mình kinh kệ rồi để hồi hướng cho những cái phương linh bao nhiêu năm. Dạng lâu năm lắm rồi. Hồi hướng cho người ta đi. Rồi xong xuôi hết rồi mình giúp cho cái gì mình giúp. Em thì cũng rất là ngưỡng mộ anh. Và hôm nay thì có dịp gặp anh ngay tại huyện Cái Sắp, tỉnh Sóc Trăng này. Dạ. Thì đó cũng là một cái cơ duyên để em được gặp anh. Dạ. Hôm nay thì gặp anh thì cũng chúc anh một cái sức khỏe, luôn có một cái sức khỏe dồi dào và luôn mạnh khỏe như thế để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh giống như là gia đình của bé Khang. Dạ. Em chào anh nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh.